Ok, hello mọi người nha. Thì tiếp tục với lại Du Hiệp Thiên Hạ chấm cơm. Mạng đà hả? Mạng đà không phải của game này nha. Phải mạng đà là của game cổ nha. Nó không có nằm trong bản này. Ừ, bởi vì là em biết được chính xác thì bây giờ là làm năm phái mới đó béo ơi. Năm phái mới đã có clip rồi đó nha mọi người. Ok, bây giờ làm tới phái Mộ Dung nha. Phái này là một phái nội công đánh gừng nha mọi người, lưu ý nha. Phái này là thuần huyền nha, bù lại thì nó ram rất là to. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bộ kỹ năng nha. Kỹ năng đầu tiên, Giang Nam Kiếm Quyết, kỹ năng F1 nha mọi người. Liễu Phất Y, lưu ý là đánh gần nha. Khí Đinh Lục Hợp nha mọi người. Đây là một chiêu đánh lan nè. Đây nó nhảy lên rất là đẹp nha, đó. Thiên Tăng Tối Nguyệt, một kỹ năng boost nha mọi người, boost tăng sinh mệnh và tăng máu á. Rồi quyển số 2, Sát Trường Quyết, kỹ năng đầu tiên là Hoành Kiếm Cương Trường, một kỹ năng tăng quyền công. Đây, gần phá này đánh khá là đẹp nha. Còn kỹ năng tiếp theo, Mặt Thượng Thành, là một kỹ năng chạy nhanh. Rồi, Tham Danh Vũ Tướng, một kỹ năng khống chế nha mọi người, bị phong quyền trong vòng 6 giây. Đấy. Kích Cổ Lệnh, đây là một kỹ năng cường quá quần thể nha mọi người, tăng nội công 1980 điểm. Đấy. Đúng điểm luôn nha. Rồi tiếp theo quyển thứ 3, Viêm Dương Tâm Pháp. Nhạc to quá hồn môi hả? Viêm Dương Tâm Pháp nãy giờ đâu có ai nói gì đâu, mình tưởng nó là ổn. Viêm Dương Tâm Pháp. Ok, ổn hơn chưa? Hồi nãy giờ mọi người không nói, cũng không biết hồi nãy là những cái clip chứ mình làm có bị nhạc to không nữa. Rồi Viêm Dương Tâm Pháp nha. Viêm Dương Tâm Pháp thì mình sẽ có là Thức Hạ Ảnh Nguyệt nha. Đây cái nào bút được tổ đội luôn nha mọi người. Có khả năng giảm sát thương những vào 5% nha. Dư Dương Thực Xâm, một khả năng, một kỹ năng đánh khiến một sáu một mục tiêu kéo dài định thân nha. Dùng cái này xong là 6 mục tiêu định thân trong vòng 5 giây. Đây là một kỹ năng giải trừ nha mọi người. Phái này có khả năng giải trừ khá là nhiều kỹ năng đó. Lưu Vân Tụ, kỹ năng bị động không có gì để nói rồi. Quỹ này là Thanh Vân Bí Tịch nha. Trọng Vân Yếm Nhật, một kỹ năng tăng đam tăng nội công nha, cụ thể là như vậy. Rồi tiếp theo, Xuất Vân Dục Vũ, đây là trạng thái phòng ngự của môn phái Mộ Dung nha. Ở bình thường nha Nhật Trượng Phạm ơi. Rồi nãy giờ mình nói mấy bạn khi vẫn nghe rõ, chắc là mình nghĩ là không có bị quá trên đâu. Chứ giờ kêu mình làm clip lại là chắc xỉu luôn á. Rồi Bí Hành Ngã Thích nha mọi người. Cái này là đánh nó ghi khá là nhiều nha. Chưa đủ thời gian phục hồi đấy. Nó có rất là nhiều hiệu ứng trong cái kỹ năng này nha. Rồi quyển kế tiếp, Xương Lĩnh Kiếm Thuật, kỹ năng ý kiếm thuật, kỹ năng bị động không có gì để nói nha. Kiếm Tỏa Giang Sơn, đây, đánh cái này thì có khả năng bị tản công nha, 32% thôi. Rồi Tâm Kiếm Giao Dung, trạng thái tấn công của môn phái Mộ Dung nha. Trong trạng thái này thì 53% rơi vào trạng thái phá chiền, có nghĩa là đánh người khác á. Khi bị tấn công 32% kích trạng thái tá lực nha mọi người. Rồi khi mà dùng cái tá lực phản thi này nè, đánh xa tăng nội công, đồng thời kỹ năng này nhất thiết là chí mạng, có dùng kỹ năng là chí mạng 100% rồi. Coi đi mọi người, rồi 100% chí mạng nha. Ok, tiếp theo quyển thứ 6, Tinh Nguyệt Yêu Thuật, kỹ năng đầu tiên đánh gần mục tiêu tạo sát thương cộng hưởng 2319 điểm, kỹ năng gây đam hỗ trợ thêm. Thanh Vân Quan Nhật nha, giải trừ thức minh nha. Mộ Dung thì có thể giải trừ thức minh nha. Còn kỹ năng là Tinh Hà Hấp, Tinh Hà Hồng Hấp, một kỹ năng tăng đam và tạo hiệu ứng định thân nha mọi người. Rồi tiếp theo, Bí Tịch Tinh Truyền Kiếm Điển, kỹ năng đầu tiên là hóa khí thức nha mọi người. Đây đó, nó khả năng copy mọi người, copy chiêu thì phải đúng không ta? Đúng rồi mọi người. Rồi cái phá thiên thức là cái kỹ năng thả kiếm. Đây, thả kiếm khiến mục tiêu bị định thân, nó gơ ngẫu nhiên nha mọi người đó.
đó, dễ rơ chúng một cái là bị định thương này đó, nó rơ nha mọi người, rơ hai kiếm chứ không phải là rơ một kiếm đó nha, rơ kiếm khá là nhiều nha. Đấy, rơ chúng một cái là định thương liền. Lăng thần thức là có khả năng di chuyển đến mục tiêu rất là nhanh, kỹ năng này hồi khá là nhanh nha, chỉ 11 giây thôi nè, ví dụ đang ở xa nè, đang ở xa ba lại gần nha. Đấy. Rồi quyển thứ 8 không có gì để nói rồi. Một kỹ năng hình người và một kỹ năng lò xo. Lò xo là khóa được lò xo nha, đây. Lò xo là khóa được từ xa nha mọi người. Đúng rồi, hiện tại là đang trong quá trình trải nghiệm nha mọi người. Không nào muốn test thì vào du hiệp thiên hạ chấm không biết giấu nha. Rồi như vậy là chúng mình đã trải nghiệm xong phái bộ dung của du hiệp thiên hạ rồi. Theo như trải nghiệm thì mình nhận thấy phái này là một phái đam khá là to, nhưng mà bù lại cái hạn chế của nó là khả năng đánh bị đánh gần nha mọi người. Nó có khả năng giải trừ cái kỹ năng cũng như là chạy nhanh cũng như là gây khống chế khá là tốt và đam khá là to nha, tại vì đam thuần 1.5 á. Rồi như vậy là mình đã trải nghiệm xong phái mộ dung rồi cả nhà. Nếu mà muốn trải nghiệm thì mọi người có thể tải du hiệp thiên hạ.com, tải về mới mà trải nghiệm nha. Hiện tại đang free hết nha cả nhà ơi.